Chúng ta nói qua một cái chút về cái bài tập luyện tập ở nhà của mình, thì cộng với các bài tập mà thầy đã giao ở trên lớp ấy, thì các em hoàn thiện trong ngày hôm nay bài tập về đường, điểm và mặt. Thì thầy có một số cái gợi ý để chúng ta luyện tập các bài tập về nhà. Các bài tập này, các bài tập về nhà thì các em lưu ý là các em khi mà các em quan sát cái biểu diễn của vật thể 3D ấy, thì các em cố gắng liên kết các đặc tính của vật thể đó thành các đường, thành các đường trong một bản vẽ hình chiếu. Ví dụ như em nhìn thấy ở đây, em nhìn thấy vật thể này, thì nhớ là công việc đầu tiên là em phải lựa chọn được đặc tính và em biểu diễn cái đường đặc tính nó bằng các đường thẳng. Đó, nha. Đầu tiên là giống như là chúng ta lựa chọn vị cái đường bao trước và sau đó nhìn các đặc tính bên trong nó có những cái đặc tính nào bị khuất và chúng ta thể hiện nó. Cái thứ hai là khi mà em đã lựa thể hiện được các bản vẽ hình chiếu xong rồi thì em lựa chọn được cái đường thẳng các vùng và nối các vùng lại với nhau để thấy cái đường đặc tính đó. Ví dụ ở đây. Và xác định các kiểu đường hai mặt. Cái ví dụ như là các đường đó là đường nghiêng, đường xiên hay là các đường vuông, vuông góc để em thể hiện nha. Thì cái quá trình làm như này nó sẽ quay đi quay lại liên tục. Ví dụ em quan sát, vẽ, ghi nhớ trong đầu và thể hiện ra xem lại, quan sát lại xem có đúng hay không và xem có thiếu hay không. Thì quá trình này nó là quá trình nó giống như là xoay vòng để mà hiển thị nó. Đấy, nhớ nhá. Đấy thì giống như ở đây thì mình chiếu của vật thể thì cố gắng chúng ta tìm thể hiện. Đấy, tương tự. Đấy, giống cái cách mà thầy thể hiện cho các em. Đấy. Chưa, ba hình chiếu vuông góc tương tự nhé. Nhìn cho thật kỹ các đặc tính của nó, đây là những cái ví dụ mà các em có thể nhìn quan sát. Được chưa? Đấy, tương tự. Đấy, vậy thì thời gian nó có ít, còn lại có ít, cho nó thầy đi nhanh cái vị trí chỗ này để nhớ cái phần bài tập của các em. Đấy, thì đó là cái lý thuyết của cái chương số 3. Đó là lý thuyết của cái chương số 3, các em nhớ. Rồi, thì bây giờ thầy dành chút ít để nói về cái bài tập của mình. Cho các em hiểu cái cách làm cái bài tập của mình ở đây ấy, là thứ nhất chúng ta quan sát ở đây thì dừng chia sẻ lại để chia sẻ cái đó qua. Đây là bài tập về nhà này, thì cái bài tập 1, 2, 3 thì không cần phải giải thích gì nhiều nữa, đúng không? Bài tập 1, 2, 3 thì không cần phải giải thích gì nhiều nữa ở đây nữa, được chưa? Thì các em cứ theo lý thuyết các em làm thôi, tìm điểm. Nhưng mà đến cái bài tập số 4 là bài tập chúng ta tìm hình chiếu của một cái khối đa diện như thế này. Được chưa? Thì như vậy ấy, thì ở đây các em sẽ giống như cái ví dụ mà tìm khối, các em sẽ vẽ ngay cái hình chiếu thứ 3 lên trên này luôn. Bằng cách là em sẽ kẻ đường 45 độ tại vị trí điểm này, được không? Được không? Em kẻ đường vị trí 45 độ cho thầy thì ở điểm này được không? Được không các em? Dạ được. Từ đây em kẻ xuống đây đường 45 độ và sau đó em tìm hình chiếu thứ 3 còn lại. Ở đây là kích thước, hãy đừng có đo kích thước ở đây nhá, đừng có đo kích thước, xem như kích thước này đã tồn tại rồi, vì hình ở đây thầy đã thu lại rồi. Em chỉ tìm đúng hình dáng cho thầy và đảm bảo kích thước theo cái hình này là được. Lên trên đây. Tương tự ở đây, đường 45 độ em cũng kẻ ở vị trí điểm này. Và tương tự, đường 45 độ em cũng kẻ ở đây. Đúng không? Kẻ ở đây. Em tìm cho thầy hình chiếu thứ 3. Tương tự ở đây. Ở đây. Các em hình dung ra chứ hả? Nhá, các em hình dung ra. Đúng không nào? Em quan sát lại, hình dung. Thì đây là bài tập trên lớp mà các em sẽ phải hoàn thiện trong ngày hôm nay. Rồi, các em đã nhìn thấy cái bài tập về nhà mà thầy chia sẻ chưa?
Các em đã nhìn thấy bài tập về nhà mà thầy chia sẻ chưa? Rồi thầy. Rồi, thì ở đây các em sẽ tìm ba hình chiếu vuông góc cho thầy trong cái bài số 8 này. Ở đây chúng ta có bài số 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, 8F, 8G, 8H, 8I và 8K. Đó, thì các em sẽ tìm ba hình chiếu vuông góc của thầy cho thầy lên trên cái giấy có khung tên khung bản vẽ nha. Tùy từng bài mà chúng ta ở đây chúng ta sẽ vẽ toàn bộ nó là tỷ lệ 1:1. Được chưa? Cái bài này nó thiếu một cái kích thước nằm đây này. Bài 8A này, thầy nhắc lại này, thiếu kích thước nằm đây thì các em cho kích thước này nó là 13 cho thầy nha. Kích thước của đoạn này nó là 13 này. Nhớ cho thầy nha. Đây. Bài 8A thêm cho thầy kích thước đoạn này là 13. Bài nữa là một bài là bài 8G. Bài 8G kích thước chiều cao tổng. Kích thước chiều cao tổng cho thầy bằng 40 bằng với đoạn này. Nha, kích thước chiều cao tổng của bài 8G là bằng 40, chính là bằng đoạn này luôn. Đó. Vậy thì trên này thì các em không cần phải vẽ lại hình này mà các em chỉ tìm cho thầy ba hình chiếu vuông góc thôi. Đấy, các em chỉ tìm cho thầy ba hình chiếu vuông góc thôi. Đấy, tất cả bài 8 ở trong này. Cái file bài này ấy, thì thầy sẽ bắt đầu giao từ ngày mai. Còn ngày hôm nay ấy, là các em chỉ làm cho thầy và nộp lên ba cái bài này thôi. Bốn cái bài này thôi. Nghĩa là toàn bộ cái file này lên. Đấy, in nó ra và sau đó làm trực tiếp trên này. Đấy, và sau đó chụp hình và gửi lên. Nhớ là ghi họ tên đầy đủ, lớp và số sinh viên. Thầy đã làm sẵn ở đây rồi. Còn bài này bắt đầu từ ngày mai là chúng ta cái mà thầy nhắc là chuẩn bị 20 tờ giấy đó. Nhưng thực chất ở đây là chúng ta chỉ cần có khoảng là gì? Chưa đến 10 tờ, 2, 4, 6, 8, 10, 10 tờ thôi. Cho cái bài này thôi. Nha, và toàn bộ là gì? Chúng ta sử dụng vẽ tìm ba hình chiếu trên cái cổ giấy thẳng đứng và cổ đấy nằm ngang thì tùy các em lựa chọn. Một cái nữa thì cái mà như thầy nói á, xem kỹ ở trong cái video và ưu tiên khi mà chúng ta vẽ ba hình chiếu vuông góc ấy thì chúng ta sẽ thể hiện cái trục tọa độ giống như ở đây, giống như thầy đã nói. Đây, chúng ta sẽ sử dụng cái trục tọa độ này, chúng ta nói đây, 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 sử dụng cái trục tọa độ như thế này nhá, sử dụng cái trục tọa độ này. Thì trên cái video mà thầy cho xem trước cho các em ấy thì thầy đã nói về phần này rồi, thì thầy các em xem trên đó nhá, để cách biết thực hiện. Và trên lớp thầy cũng đã nói là tạo ra các cái dấu nhắc như thế này, nhưng phải đảm bảo khoảng cách từ đây đến đây và đảm bảo đây đến đây, nhắc lại một lần nữa để chúng ta thể hiện các bài tập. Đấy, thì đó là nội dung của cái buổi học ngày hôm nay và bài tập mà các em được giao. Đấy, thì các em đã rõ hết, các em đã rõ hết phần bài tập của mình chưa? Dạ thầy, cho con hỏi thầy. Nếu bài 4 mà con không làm cái dấu nhắc mà kiểu góc 45 độ mà con làm kiểu giống bình thường, con kẻ vuông góc rồi xong con kẻ 45 độ được không thầy? Cái bài 4 này này, cái bài 4 này này, tốt nhất là không nên kẻ đường thẳng song song vuông góc ở đây làm gì nữa, mà đặt kích thước mà 45 ấy, kẻ từ điểm này kẻ ra cho nó nhanh này. Hiểu chưa? Còn nếu mà mình kẻ đường song song vuông góc là mình lại phải đảm bảo các cái khoảng cách bằng nhau. Thì như nếu như mình lấy cái góc tọa độ tại đây thì rõ ràng khi mà mình kẻ đường 45 qua đây thì thằng này chiếu sang thì luôn luôn đảm bảo cái khoảng cách từ đây khi mà mình kéo lên. Thì đường này xem như là trục thẳng đứng luôn. Hiểu ý chưa? Yeah, okay. Còn nếu như mà kẻ theo cái cách của em ấy là em sẽ phải kẻ đường thẳng đứng này, sau đó em phải chia đều cái khoảng này ra. Từ đấy em chia đều ra, em phải chia ra để mất thời gian ra.